Sau nhiều tháng chạy chiến dịch vận động người dân ủng hộ cho quyết định tách khỏi Vương quốc Anh, thủ hiến Scotland ông Alex Salmond đã thắng được cuộc tranh luận trên truyền hình với phe đối lập vào hôm 25 tháng 8, tuy nhiên vẫn còn nhiều trở ngại đối với công cuộc đòi độc lập này. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến cuộc trưng cầu dân ý xem người dân có đồng tình với quyết định Scotland tách khỏi Vương quốc Anh hay không. Cả hai phe vận động ủng hộ và phe đối lập đang chạy nước rút cho chiến dịch của mình. Scotland là một quốc gia giàu có, giàu tài nguyên và đầy triển vọng. Chúng ta có một xã hội ổn định. Đây là lúc chúng ta nên độc lập, có đường hướng phát triển cho riêng mình. Nhưng phe đối lập lại nghĩ khác. Một trong những nguyên nhân khiến cho tôi tin rằng Scotland sẽ tiếp tục vững mạnh là vì Scotland nằm trong Vương quốc Anh. Đây là sự ổn định mà chúng ta không nên xóa bỏ. Khảo sát thăm dò lần cuối trước cuộc trưng cầu dân ý cho thấy phe ủng hộ độc lập đang thắng thế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều trở ngại. Số phiếu thuận đang ở nhiều hơn số phiếu chống, nhưng quan trọng là số người chưa bỏ phiếu vẫn còn rất cao. Một số vấn đề gây băn khoăn đó là ngành công nghiệp dầu khí, hạt nhân, quốc phòng và y tế. Quan trọng hơn hết là nếu như tách khỏi Anh, Scotland sẽ dùng loại tiền tệ nào. Thủ hiến Simon mong muốn sẽ tiếp tục dùng đồng bảng Anh, nhưng sẽ tự trả nợ và tự lên kế hoạch ngân sách.